Đây là một cơ hội rất tốt dành cho đội tuyển Việt Nam. Phút cuối cùng của thời gian đá bù giờ. Cú sút vào Minh Phương. Sự tăng hoa tuyệt vời. Phút cuối cùng và lưới của Cosin đã rung lên. Tôi còn gì ngon ngào hơn khi chiến thắng đến từ những giây cuối cùng của trận đấu. Những ký ức chỉ như vừa mới ngày hôm qua. Chúng ta đã từng là vua của Đông Nam Á. Nhưng giờ đây không phải là lúc để ta ngủ quên trong quá khứ. Sự thật là ánh hào quang đã lùi xa. Những thử thách khó khăn đang chờ chúng ta ở phía trước. Hành quân đến Myanmar và gặp đội chủ nhà ngay trận đầu tiên. Vụ thắng của các học trò phải rất cẩn thận nếu không muốn phơi áo nơi đất khách. Công Vinh sẽ vẫn là đầu tàu dẫn dắt cả đội. Xuân Trường sẵn sàng tỏa sáng. Công Phượng sẽ bùng nổ bất kỳ lúc nào. Kinh nghiệm của Thành Lương là điều rất hữu ích. Và với Quế Công Hải ở hàng phòng ngự, mối nguy hiểm cho tiền đạo đối phương là luôn hiện hữu. Từng nghe việc tỏa sáng tốt ở Công Vinh, quân đội bạn chớ có làm càn. Như tuyển Việt Nam ta từ trước, vốn xưng hùng xưng bá đã lâu. Núi sông bờ cõi đã chia, phong cách bóng bành cũng khác. Từ Sơn, Phương, em Đức bao đời xây móng đội tuyển. Cùng Vinh, Phượng, Trường Lương đến nay gồng gánh cả team. Tuy mạnh yếu từ lúc khác nhau, nhưng hào kiệt thời nào cũng có. Việc xưa xem xét, AFF Cup này chờ mong. Việt Nam, Myanmar, 18:30 ngày 20 tháng 11. Offline cuộc chơi bóng đá cổ vũ đội tuyển Việt Nam tại quán cà phê Bạn và Tôi, số 12 Hòa Bình, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Liên hệ đặt vé ngay bây giờ với thông tin trên màn hình.